Tôi là biên tập viên Nga Vũ. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình để theo dõi về nội dung bình luận của chúng tôi ngày hôm nay. Belarus tiếp tục điều động thêm quân và khí tài đến biên giới với Ukraine sau khi tuyên bố đã triển khai gần 1/3 quân đội ở khu vực này. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Lukashenko lưu ý rằng biên giới Belarus-Ukraine được giải mìn nhiều chưa từng có và quân đội Ukraine sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu họ tìm cách vượt qua biên giới. Tổng thống Belarus Lukashenko kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán. Ông Lukashenko cũng cảnh báo xung đột có thể leo thang nếu Moscow và Kiev không đàm phán, dẫn đến kết cục Ukraine bị hủy diệt. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Belarus, nguy cơ dẫn đến cuộc xung đột giữa hai nước là không thể loại trừ. Tổng thống Lukashenko đã có những kế hoạch quân sự và tính toán gì trong bối cảnh Ukraine triển khai binh lính đến biên giới giữa hai nước? Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình bình luận ngày hôm nay với hai vị khách mời đặc biệt của chúng tôi. Xin chào chuyên gia Lê Văn Cương. Xin chào quý vị khán giả. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ triết học, thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, thiếu tướng Lê Văn Cương. Xin chào chuyên gia Lưu Văn Vinh. Xin chào tất cả các bạn. Ông là chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu các vấn đề quốc tế, thạc sĩ Lưu Văn Vinh. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa hai vị chuyên gia và thưa quý vị khán giả, Nga và Ukraine cần ngồi vào bàn đàm phán, nếu không xung đột sẽ có nguy cơ leo thang. Đây là lời kêu gọi do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra vào hôm 18 tháng 8 trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình của Nga. Vì sao Tổng thống Belarus lại đưa ra lời kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán và chi tiết nội dung này là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng việc nối lại các cuộc thảo luận giang dở là cơ hội thật sự cho các bên và sẽ giải quyết vấn đề và cảnh báo nếu tình hình tiến triển như những gì xảy ra ở tỉnh Kursk. Điều này sẽ làm leo thang xung đột và kết thúc bằng việc Ukraine bị hủy diệt. Song song với đó, ông Lukashenko kêu gọi chúng ta cần ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột này. Người dân Ukraine, Nga và cả Belarus đều không cần nó. Nhà lãnh đạo Belarus cho rằng Nga và Ukraine cần bắt đầu từ cuộc đàm phán vốn bị dừng lại tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không sẽ có nguy cơ leo thang xung đột. Theo ông Lukashenko, Ukraine tấn công vùng Kursk vì muốn có vị thế thuận lợi hơn trong đàm phán. Tuy nhiên, với tình huống như hiện nay, sẽ không ai đàm phán với Kiev. Tổng thống Lukashenko cho biết thêm, Belarus và Nga cũng đã triển khai kế hoạch bảo vệ biên giới Belarus và nếu cần thiết, kế hoạch này có thể được thay đổi thành tấn công trong bối cảnh Ukraine triển khai hơn 120.000 binh lính tới khu vực biên giới hai nước. Cùng ngày, ông Lukashenko cũng thông tin đã bố trí gần 1/3 lực lượng vũ trang dọc biên giới giữa Belarus và Ukraine, nhấn mạnh đây là hành động phòng vệ trong trường hợp xảy ra xung đột. Cũng trong ngày 18 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch quân sự mà Kiev tiến hành ở tỉnh biên giới Kursk của Nga là nhằm thiết lập một vùng đệm bảo vệ lãnh thổ của Ukraine. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine nêu rõ mục đích của chiến dịch được triển khai vào ngày 6 tháng 8 vừa qua. Phát biểu tại một cuộc họp tác chiến trực tuyến về tình hình ở các vùng biên giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công mới của Ukraine có thể xảy ra tại khu vực biên giới. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo sẽ đáp trả xứng đáng cuộc tấn công của Ukraine vào biên giới Nga. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều không thể diễn ra chừng nào nước này vẫn tiến hành các cuộc tấn công vào dân thường và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân. Tổng thống Putin đã đề cập đến cuộc xâm nhập gần đây của Ukraine vào khu vực biên giới Kursk, cũng như vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hư hại cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Nga. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy là nhà lãnh đạo Belarus cho rằng Nga và Ukraine cần bắt đầu từ cuộc đàm phán vốn đã bị dừng lại tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không sẽ có nguy cơ leo thang thành xung đột. Vậy thì hai vị chuyên gia có đánh giá như thế nào về vấn đề này? Xin mời chuyên gia Lê Văn Cương. Thật ra cái cuộc chiến Nga-Ukraine đặt cái Belarus vào cái trạng thái kẹt, có thể nói như vậy. Belarus làm nó giáp với Nga, giáp với Ukraine, giáp với một số nước phương Tây và đồng minh của Hoa Kỳ. Chứ nói gì thì nói, cuộc chiến Nga-Ukraine đều tác động trực tiếp rất lớn đến toàn bộ cái tình hình kinh tế, chính trị, an ninh của Belarus. Cho dù ai thắng hay chăng nữa,
thì có thể nói là Belarus cũng gặp khó khăn, có thể nói như vậy. Chính vì thế tôi nghĩ rằng là không riêng mà tổng thống Belarus Lukashenko, ông ta đã có cái mong muốn từ lâu rồi đấy, và khuyên có một cái đề nghị là Moscow và Kiev phải ngồi với nhau tìm ra một cái cách để kết thúc cuộc xung đột này. Cái cuộc chiến này kéo dài không có lời gì cho Belarus cả, cho dù ai thắng vậy thôi. Trên một cái vị trí địa chính trị, địa kinh tế, địa chiến lược của Belarus trong cái bàn cờ của cái châu Âu hiện nay nói chung và cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, thì buộc bất cứ người nào làm tổng thống ở Belarus cũng phải có người mong muốn chung thôi. Có ông làm gì thì làm thuốc để thúc nhanh, chúng nhờ, có thể nói như vậy. Vì thật là cuộc chiến này thì không mang lại lợi ích gì cũng Belarus cả. Cho dù Nga thắng ở chăng nữa cũng Belarus cũng chẳng có lợi ở lòng cho bao nhiêu. Nếu mà Nga thua thì còn nguy nữa. Chắc vì thế thì ông Lukashenko không phải lần đầu đâu ạ. 3 năm, 2 năm nay ông ta đã nhiều lần đề nghị chuyện này rồi. Đặc biệt vừa rồi ngày 18 tháng 8 vừa rồi thì ông ta chính thức một lần nữa nhắc lại là đề nghị Nga và Ukraine hãy tìm một con đường để gặp nhau, kết thúc chiến tranh. Cái ý kiến của Lukashenko là xuất phát từ cái lợi ích của Belarus. Tất cả những hành động này đều bắt đầu từ lợi ích của Belarus cả. Họ mong muốn kết thúc sớm. Để Belarus là một quốc gia có điều kiện bình yên để mà phát triển kinh tế chứ ạ. Cho dù hiện nay Belarus không tham gia vào cuộc xung đột này, nhưng mà ảnh hưởng lắm đấy. Và họ mong muốn rằng là phải kết thúc sớm cuộc xung đột này, có thể nói như vậy. Cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Tôi xin được nghe ý kiến của chuyên gia Lưu Văn Vịnh. Thứ nhất, rất là nhất trí với ý kiến của Thiếu tướng Lê Văn Cương đã đánh giá cái vị trí của Belarus trong cái bối cảnh cuộc chiến hiện nay. Tuy nhiên thì dưới góc nhìn của tôi thì tôi cho rằng là một cái vị thế, một cái vị trí đặc biệt mà Belarus tiếp cận với Nga, với Ukraine thì chúng ta đã rõ. Nhưng ngoài ra chúng ta phải hiểu rằng ngoài Nga và Ukraine thì Belarus là một quốc gia liên quan rất nhiều tới cuộc chiến này. Và dù thắng hay thua, dù thất bại hay là không thất bại của một trong hai quốc gia Nga và Ukraine thì Belarus đều có liên quan. Và có thể nói kể cả sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, đã có những quan điểm cho rằng chỉ cần Nga, Belarus, Ukraine và Kazakhstan tái hợp lại thì vẫn có thể hình thành một quốc gia liên bang mới. Thì điều đó hiểu rằng là cái tầm quan trọng và cái mối liên kết chặt chẽ giữa Nga, Belarus và Ukraine, và điều đó không may cuộc chiến đã xảy ra. Thì dưới góc nhìn của Belarus, với cái vị thế đặc biệt của Belarus trong cuộc chiến này, thì cái lời kêu gọi của ông Lukashenko là hoàn toàn có căn cứ. Và trong cái bối cảnh mà Ukraine vừa tấn công sang tỉnh Kursk vừa qua, thì có thể dưới góc nhìn của ông Lukashenko cho rằng cuộc chiến có thể đạt đến một cái cấp độ cao mới, và cái sự tổn thất và mất mát cho hai quốc gia Nga và Ukraine có thể sẽ lớn lên rất nhiều. Và ngoài ra thì chúng ta hiểu rằng là ông mong muốn ngăn chặn cái thảm kịch này, ngăn chặn cái nguy cơ leo thang này. Và một cái điểm nữa chúng ta cũng cần phải lưu ý, Belarus là đồng minh số 1 của Liên bang Nga, thì quan điểm của ông Lukashenko có thể hàm ý rằng một cách gián tiếp đó cũng là quan điểm của Nga. Đấy, nói rằng Ukraine hãy dừng lại và hãy tiếp cận ở góc độ đàm phán thì sẽ tốt hơn, nếu hơn khi mà cuộc chiến có thể đẩy lên ở một cấp độ leo thang mới. Vâng, thưa chuyên gia có thể phân tích về mối liên kết chính trị chặt chẽ giữa Belarus và Nga ở thời điểm hiện tại, và điều này có làm phức tạp thêm bức tranh địa chính trị khu vực không? Chúng ta phải hiểu rằng cái mối quan hệ giữa Nga và Belarus cực kỳ chặt chẽ, và mối quan hệ này đã có từ lịch sử và quá khứ. Trong lịch sử thì Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga là những thành viên sáng lập ra Liên Xô. Đấy, và trong giai đoạn Xô Viết thì hai quốc gia sống một cách rất là hòa thuận và không có xung đột. Và cái sự gắn kết của họ từ lịch sử, từ ngôn ngữ, từ tôn giáo và văn hóa rất gắn kết. Và có thể nói là kể cả trong quá khứ và trong hiện tại thì mối quan hệ giữa Nga và Belarus hầu như không phát sinh xung đột. Có thể có phát sinh vướng mắc này vướng mắc kia, nhưng mà hầu như không có. Thế còn sau khi Liên bang Xô Viết tan rã thì mối quan hệ hai quốc gia này vẫn tiếp tục gắn kết. Và đặc biệt vào giai đoạn cuối của thập kỷ 90 của thế kỷ 20
thì đã có cái xu hướng là hai nhà nước có thể là tái nhập thành nhà nước liên bang. Thì tuy nhiên thì cái nguyện vọng đó đã không thành và hai nhà nước đã chuyển hóa thành là xây dựng nhà nước liên minh. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng là trong cuộc chiến hiện nay thì Belarus đã ủng hộ Liên bang Nga và Belarus đã cho Nga dùng lãnh thổ để tấn công vào cái phần phía bắc của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Thì điều đó chúng ta phải hiểu rằng là mối quan hệ về lịch sử, về quá khứ của hai quốc gia, hai dân tộc này và mối quan hệ đó thể hiện trên các lĩnh vực về quân sự, về kinh tế, về đối ngoại thì đều hoàn toàn gắn kết. Và cái sự khác biệt giữa Nga và Belarus về hầu như là không xảy ra. Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của chuyên gia. Đây là một cách nhìn thực tế. Nhưng mà tôi muốn đưa ra một cách nhìn bổ sung. Cái điều chuyên gia Lương Minh nói tôi đồng ý hết. Nhưng mà tôi nghĩ đấy, cái việc Tổng thống Belarus mà rất là sốt sắng, rất nhiệt tình trong cái việc thúc đẩy mong muốn Nga và Ukraine phải gặp nhau để mà chấm dứt xung đột này đó. Phía sau đấy tôi có cảm giác có một ẩn đi y nữa. Tôi đồng ý với chuyên gia Lưu Vinh là cái mối quan hệ giữa Nga với Belarus, Bạch Nga, từ thời lịch sử mấy trăm năm đến đến bây giờ, thời đến sau bây giờ không thấy thôi. Nhưng mà ngoài cái chuyện này ra, tôi nghĩ rằng đây có phải chăng một cái tín hiệu của Lushenko còn gửi phương Tây nữa chứ, gửi với Hoa Kỳ, Brussels. Cái việc mà Lushenko rất là nhiệt tình mong muốn thúc đẩy cái Nga và Ukraine, phải chăng còn là gián tiếp gửi một cái thông điệp đến Brussels và Washington là tôi Lushenko, tôi là Belarus này, không phải là chư hầu của Nga đâu ạ. Thực chất Lukashenko với Putin, tôi nói quan hệ cá nhân thế, không phải là ngon lành ngay từ đầu đâu. Chỉ từ năm 2020, cuộc bầu cử sau đấy mà có cái bạo loạn phản đối cuộc bầu cử 20 ấy, và Nga can thiệp vào chính thức từ năm 2020, thì mối quan hệ cá nhân giữa Putin và Lukashenko mới chặt chẽ. Lukashenko mình thừa nhận rằng là Putin là cứu tinh cho mình. Chứ còn bản chất Lukashenko cũng cơ hội lắm. Cũng thấy cái tầm nhìn chỉ gắn một phía với Nga thì có lúc nguy. Chứ ông ta bao giờ mở một cổng hầu cả, cổng chính là với Nga, cổng sáu bị hờ với Brussels và Washington cả. Tôi cho một cái thái độ về như vậy là phải nói là có tầm nhìn đấy ạ. Chứ bên cạnh cái phân tích của chuyên gia Lưu Vinh, tôi nghĩ rằng đây còn cái chỗ này nữa. Vì thật ra thì Lukashenko cũng đủ thông minh để hiểu rằng chỉ bám Nga này thì cực kỳ khó khăn. Cho nên song song với cái chuyện mà gắn chặt với Nga thì ông ta mở một cổng hậu, cổng phía sau, mở hờ sẵn sàng bắt tay với phương Tây. Thái độ khôn ngoan với một tâm chiến lược của Lukashenko đấy. Có thể tôi bổ sung đây mình kiến luôn với như vậy. Dạ vâng, thưa chuyên gia. Như trong phóng sự đã nói thì vào ngày 18 tháng 8, Tổng thống Lukashenko đã thông tin là bố trí gần 1/3 lực lượng vũ trang dọc biên giới giữa Belarus và Ukraine. Ông không nêu cụ thể số binh sĩ được triển khai, nhưng nhấn mạnh đây là hành động phòng vệ trong trường hợp xảy ra xung đột. Cái lo lắng về xung đột này có phải là thái quá không, thưa chuyên gia? Thật ra thì cái lo lắng của Lukashenko là có cơ sở chứ không phải thái quá đâu. Cái chuyện ngày 6 tháng 8 vừa rồi, Kiev mở một cuộc đột kích vào quốc, có thể nói Nga hoàn toàn bất ngờ và bị động đối phó. Đấy là bài học nhận tiền như Lukashenko. Không bao giờ loại trừ một cái gì cả. Mà bộ phòng của Nga còn chặt chẽ hơn là của Belarus đấy ạ. Cho nên nhớ cái tuyên bố của Lukashenko là diễn ra 12 ngày sau khi chính quyền Kiev đột kích sâu vào lãnh thổ của Nga tại vùng quốc. Và vì thế buộc ông ta phải giật mình, phải bố trí. Chứ còn cái việc mà Ukraine có tấn công Belarus không thì cái chuyện khác. Những cái bài học quốc á, là một tiếng chuông cảnh tình Minsk cần hết sức lưu ý.
cái biên giới của Minsk với Ukraine còn mỏng hơn rất nhiều biên giới của Nga với Ukraine. Cho nên ông ta nói rằng là tuyên bố là bố trí 1/3 lực lượng vũ trang thường trực dọc biên giới Nga-Ukraine là có lý đấy ạ. Thế còn thật ra mà nói cái khả năng Ukraine và tấn công Belarus này thì tôi nghĩ khả năng này thấp. Là vì bây giờ lực lượng Ukraine có bao nhiêu? Một cái tuyến, trên cái tuyến biên đất liền của Ukraine cũng là 1.400 cây số rồi. Bây giờ đưa một số lớn tinh nhuệ sang quốc nữa thì làm gì còn quân đội mà còn lực lượng mà tấn công Ukraine. Nhưng mà dù sao thì cái phòng bị là cần thiết. Cái tuyên bố của Lukashenko là xuất phát từ cái bài học mùng 6 tháng 8 vừa rồi ở Nga, có thể nói như vậy. Vâng, tôi xin phép được nghe những chia sẻ của chuyên gia Lưu Văn Vinh. Cái tuyên bố của ông Lukashenko trong một cái bối cảnh như thế này. Thứ nhất là quan hệ giữa Belarus và Ukraine hiện nay đang ở mức thấp nhất. Thì về các nguyên nhân thì chúng ta có thể đã hiểu rõ. Và cái thứ hai thì như là Thiếu tướng Lê Văn Cương đã nói là đây là biện pháp phòng ngừa. Tại vì không ai có thể nói trước được những cái điều gì cả. Và biện pháp phòng ngừa, chủ động phòng ngừa thì vẫn là một cái điều hết sức cần thiết. Mặc dù dưới góc độ về nghiên cứu phân tích thì tôi cho rằng khả năng mà xảy ra cái xung đột giữa Belarus và Ukraine rất thấp. Tại vì cái vị thế và cái thực lực của Ukraine thời điểm này mà nếu trải căng trên các mặt trận hơn 1.000 km vuông đối với Nga đã là vô cùng khó khăn và vô cùng tốn kém. Thì nếu mở ra mặt trận tiếp theo nữa thì thực sự nếu nói về quân sự như thế là không logic. Nhưng về góc độ phòng ngừa, về góc độ về bảo đảm an ninh quốc gia thì Belarus bắt buộc phải triển khai lực lượng vũ trang đến biên giới giáp với Ukraine. Vì chúng ta phải hiểu rằng trong chiến trận thì Ukraine là một quốc gia liên quan trực tiếp nhất và chịu ảnh hưởng tác động mạnh nhất, kể cả vấn đề về chính trị, kể cả vấn đề về quân sự trong cuộc chiến này. Do vậy mà cái việc triển khai quân đội theo lệnh của ông Tổng thống Lukashenko để đến biên giới phía Nam giáp với Ukraine là hoàn toàn có thể hiểu được. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa hai vị chuyên gia và thưa quý vị khán giả, Bộ Quốc phòng Belarus ngày 19 tháng 8 cho biết nước này sẽ tiếp tục điều động một lượng lớn máy bay, lực lượng phòng không và vũ khí đến biên giới với Ukraine. Tổng thống Belarus cho rằng mọi hành động vượt qua biên giới sẽ dẫn đến những tổn thất lớn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi đoạn phóng sự sau đây của chúng tôi. Ngày 19 tháng 8, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này sẽ tiếp tục điều động một lượng lớn máy bay, lực lượng phòng không và vũ khí đến biên giới với Ukraine. Theo Tư lệnh Không quân và Phòng không Belarus, các lực lượng đều được tăng cường đến khu vực biên giới phía Nam giáp Ukraine. Thiếu tướng Andrei Lukianovich cũng cho biết hành động này của Belarus mang tính phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu trong tình huống xấu. Ông nhấn mạnh, lực lượng đã được tăng cường đáng kể và hiện tại họ đang làm nhiệm vụ tại biên giới phía Nam của đất nước. Trước đó một ngày, Tổng thống Lukashenko cũng cho biết nước này điều động gần 1/3 lực lượng vũ trang tới khu vực dọc biên giới với Ukraine. Ông Lukianovich cho biết, lực lượng không quân, tên lửa phòng không và kỹ thuật vô tuyến đã được triển khai đến biên giới. Vài ngày sau khi Ukraine mở cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới Nga vào ngày 6 tháng 8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc Kiev có các chính sách khiêu khích và đã điều hơn 120.000 binh sĩ đến biên giới với Belarus. Theo báo cáo, cân bằng quân sự của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế năm 2022, quân đội chuyên nghiệp của Belarus có khoảng 48.000 binh sĩ và khoảng 12.000 lính biên phòng. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố họ không thấy số lượng quân Belarus gia tăng ở biên giới và cho rằng lời lẽ của ông Lukashenko chỉ là khoa trương. Tướng Lukianovich thêm rằng Nga sẽ chuyển giao thêm nhiều chiến đấu cơ cho Belarus trong năm nay, khẳng định Minsk đang nỗ lực củng cố mạng lưới chống thiết bị bay không người lái UAV. Rõ ràng UAV là mối hiểm họa của thế kỷ 21, đây là vấn đề đau đầu và chúng tôi đang tìm biện pháp đối phó. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin hôm 16 tháng 8 cảnh báo về nguy cơ xảy ra khiêu khích vũ trang từ Ukraine, nhấn mạnh tình hình vẫn căng thẳng khi các đơn vị đặc nhiệm và tình báo Ukraine đang hoạt động liên tục ở khu vực giáp biên giới Belarus. Chính quyền Tổng thống Lukashenko từng cho phép Nga dùng lãnh thổ Belarus để phát động tấn công vào Kiev hồi tháng 2 năm 2022. Ông Lukashenko hồi tháng 3 năm 2023 tuyên bố sẵn sàng để quân đội Nga một lần nữa sử dụng lãnh thổ Belarus mở chiến dịch nhằm vào Ukraine, đồng thời cảnh báo Minsk sẽ tham chiến trong trường hợp Kiev tấn công nước này. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng việc Belarus triển khai quân đội rầm rộ như vậy
cho thấy điều gì khi mà khả năng xảy ra một cuộc xung đột giữa nước này và Ukraine là rất khó xảy ra ở thời điểm hiện tại? Xin mời chuyên gia. Thì chúng ta đã biết trong sau khi có tuyên bố của Tổng thống Lukashenko và cái sự điều binh của Bộ Quốc phòng Belarus, thì chúng ta phải hiểu rằng thứ nhất là dưới góc độ của Belarus, đó là kiểm tra cái khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trong một cái tình huống mà có thể xảy ra đến với an ninh quốc gia, đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Belarus. Và cái thứ hai chúng ta cũng phải hiểu rằng đây cũng là một cái động thái mà răn đe để loại trừ các nguy cơ có thể xảy ra đến với Belarus. Và cái điều thứ ba chúng ta cũng phải hết sức lưu ý, các tuyên bố rầm rộ từ ông Tổng thống Lukashenko đến Bộ trưởng Quốc phòng và sự điều binh đó cũng có thể là một biện pháp nghi binh, cũng có thể là một biện pháp cho Ukraine và phương Tây tăng cái sự chú ý đến biên giới Ukraine và Belarus để Nga có thời gian tập hợp lực lượng, có thời gian chuyển các lực lượng khí tài chiến đấu đến mặt trận Kursk. Thì đấy chúng ta cũng phải hiểu ở góc độ nhiều chiều. Thưa chuyên gia Lê Văn Cương, ông có đồng tình với nhận định vừa rồi của chuyên gia Lương Văn Ninh không? Tôi hoàn toàn đồng tình về cái phân tích của chuyên gia Lưu Văn Vinh. Và tôi bổ sung thêm một tí, tức là cái việc mà ông Lukashenko tuyên bố như vậy thì cũng không hẳn. Bởi vì ông Tân tuyên bố rằng là Ukraine là bố trí hàng trăm ngàn quân dọc biên giới Ukraine Belarus rồi. Tôi không tin cái điều này có thật chứ không có thật. Mày nói thẳng mà nói như vậy. Cần phải kiểm chứng thì mới kết luận được. Nhưng mà tuyên bố của Tổng thống Belarus rằng là gì? Ukraine là dân quân dọc biên giới rồi. Và có nguy cơ tấn công sang Belarus. Và buộc lòng chúng ta phải quy động 1/3 lực lượng vũ trang thường trực dọc biên giới. Đây là cái tuyên bố của ông và để đối phó như chuyên gia Lưu Minh nói là để phòng ngừa thôi. Nhưng đây có lẽ còn một cái thông điệp ngầm gửi đến Putin. Là tôi không sẵn sàng sát cánh với ông. Và cũng như chuyên gia Lưu Minh nói là cũng là cảnh tỉnh Tổng thống Ukraine Zelensky đấy ạ. Nha. Ông mà mở mặt trận nữa thì ông sẽ rất nguy hiểm. Và khi mà Nga với Lúc hợp tác với nhau thì có thể nói là cái cuộc chiến này sẽ nghiêng hẳn về phía Nga và Belarus. Chứ có lẽ cũng là một cảnh báo ngầm đối với Kiev. Và một thông điệp ngầm đến Điện Kremlin là tôi sẵn sàng sát cánh với ông. Có thể như vậy. Vâng, vậy thì chuyên gia có thể phân tích thêm về tình hình và khả năng quân sự của Belarus so với Ukraine không ạ? Thật ra mà nói thêm, cái khả năng quân sự bây giờ mà nói đó, và trước nay thì Ukraine vẫn là mạnh hơn nhiều. Chúng ta nên nhớ trong cái cấu phần của Liên Xô cũ ấy, cái vùng Donbass là cái vùng mà đầm đặc các cái doanh nghiệp sản xuất vũ khí. Ở đây là tên lửa sản xuất ở cái Donbass. Các cái tổng thanh của cái thiết bị quan trọng nhất của tàu thủy cũng đốn bát, máy bay cũng đốn bát, tên lửa đốn bát. Có thể nói là cái vùng đốn bát, cái vùng mà giáp Nga đấy, là cái vùng mà nơi là một trung tâm công nghiệp quan trọng của Liên Xô cũ. Mà nên nhớ rằng sau khi Liên Xô tan rã năm 91 thì Trung Quốc đã sang Ukraine mua lại tàu sân bay. Và các bạn đừng quên, sau khi Liên Xô tan rã, hình thành nhà nước Ukraine năm 91 thì Trung Quốc, tôi cho rằng là có lẽ lãnh đạo Trung Quốc là những người kính băng tế thế, họ sang Ukraine. Theo tôi biết có nguồn tin rằng là Trung Quốc là mời 1.000 nhà khoa học Ukraine và gia đình họ sang Trung Quốc. 1.000 nhà khoa học hàng đầu của Ukraine trong việc chế tạo tên lửa, máy bay và tàu chiến tàu ngầm. Từ năm 91 bây giờ 1.000 gia đình nhà khoa học hàng đầu đã đang sống, hiện nay sống ở Trung Quốc. Người Ukraine có thể nói là về cái phẩm chất trí tuệ cũng kém người Nga bao nhiêu đâu ạ. Cái dòng Slavơ cả. Chứ mình nói cái sức mạnh của Ukraine thì có thể chắc chắn là hơn Belarus rồi. Chỉ có cái điều trong trạng thái hơn 2 năm rưỡi chiến tranh này thì họ bị suy yếu nghiêm trọng, suy yếu đến mức độ tức là nếu như phương Tây ngừng viện trợ thì coi như
ông Zelensky chẳng còn gì nữa cả. Nha. Ông Zelensky là đánh Nga bằng vũ khí của Mỹ phương Tây, bằng tiền và vũ khí của Mỹ phương Tây, bằng thông tin tình báo của Mỹ phương Tây, bằng chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật Mỹ phương Tây. Nếu rút ra thì còn gì đúng không? Thế nếu mà so sánh, bạn có nói với so sánh cái tướng quân lực lượng quân sự gì bắt rút về Ukraine đấy, thì tôi muốn nói là trước đấy là khác nhau trời vực, Ukraine khác. Mình nên nhớ rằng là năm 91 khi mà Liên Xô tan rã thì còn 1.000 quả bom nguyên tử trên lãnh thổ Ukraine đấy ạ. 1.000 quả bom nguyên tử Ukraine. 4 năm sau năm 94 tại Budapest, Hungary, Mỹ với Nga và Ukraine mới thống nhất thôi rồi. Các bạn cũng đã chuyển 1.000 quả bom nguyên tử cho Nga. Rồi Mỹ vì Nga và các nước khác sẽ hỗ trợ về an ninh. Tiềm lực sức mạnh quân sự của Ukraine với Belarus đó, thì nếu như năm 91 thì khác trời vực khác xa. Đến bây giờ thì khác rồi, là vì sau 2 năm rưỡi chiến tranh thì Ukraine cũng gần như là cỗ máy chiến tranh của phương Tây thôi, chứ không còn gì cả, chứ rất khó mà so sánh được, có thể nói như vậy. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Vậy thì tôi xin mời chuyên gia Lưu Văn Vinh đánh giá về tiềm lực quân sự của riêng Belarus. Thì các bạn đã biết trong 3 quốc gia mà gần gũi nhất, Nga, Belarus và Ukraine, thì có thể nói theo xét theo thứ tự về tiềm lực quân sự thì Nga sẽ là đứng đầu, và tiếp theo là Ukraine và thứ ba là Belarus. Vì Cộng hòa Belarus có dân số cũng chỉ khoảng 10 triệu người với diện tích khoảng trên 200.000 cây số vuông, và lực lượng vũ trang đến thời điểm hiện nay có khoảng độ theo con số không chính xác khoảng 70.000 người, và chủ yếu là hai quân chủng lục quân và không quân và một số đơn vị tác chiến đặc biệt. Thì do vậy nếu so về tiềm lực quân sự thì Cộng hòa Belarus sẽ nhỏ bé hơn rất nhiều, và chính vì lẽ đó mà đến hè năm 2023 thì trên cơ sở thỏa thuận với Tổng thống Lukashenko thì Nga đã đưa tên lửa hạt nhân chiến thuật sang Belarus. Thì cái mục đích đó, trước tôi đã từng phân tích, thì có thể là hai khả năng. Một là làm nguội cái đầu nóng của các nước bên phương Tây. Cái thứ hai là đề phòng NATO can thiệp trong trường hợp mà Ukraine thất bại. Thì cái điều đó thì đã diễn ra, mà việc triển khai tên lửa hạt nhân của Nga tại Belarus đã hoàn thành. Thế còn về tiềm lực quân sự thì quốc gia thứ hai đó là Ukraine, thì chúng ta cũng phải hiểu như đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Cương đã phân tích. Sau cái lãnh thổ nước Nga thì tất cả các vũ khí khí tài của Liên Xô cũ đều tập kết tại Ukraine, và vùng Donbass vẫn là một cái vùng cực kỳ quan trọng về công nghiệp quốc phòng và các đơn vị quân sự, và bổ sung kể cả thành phố Kharkov là nơi trung tâm sản xuất xe tăng của Liên Xô trước đây. Thì có thể nói là sau khi Liên bang Xô Viết tan rã thì Ukraine đã thừa hưởng được một cái lượng khí tài quân sự khổng lồ, và có thể nói là đứng thứ ba thế giới. Và trong một cái bối cảnh thế giới là hòa hoãn giải trừ quân bị thì Mỹ và Nga không muốn Ukraine sở hữu những cái tiềm lực vũ khí, mà kể cả vũ khí nguyên tử, mà không chỉ có bom nguyên tử và kể cả máy bay ném bom chiến lược thì đều hiện diện trên lãnh thổ của Ukraine. Và bằng những thỏa thuận như là Hiệp định Budapest năm 1994 thì dịch chuyển các vũ khí, các đầu đạn sang Nga và đổi lại cái sự viện trợ về kinh tế và sự bảo đảm an ninh của Nga và các quốc gia khác cho Ukraine. Ukraine thì cho rằng đó là một sai lầm rất lớn về vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine. Nhưng mà điều đó cũng nằm trong cái bối cảnh sai lầm của kể cả Liên Xô, NATO đông tiến sang phía đông thì cũng rất nhiều sai lầm, và cái sai lầm của Ukraine cũng nằm trong một cái tổng thể đó. Thế còn về tiềm lực thì sau hơn 2 năm chiến tranh thì như tôi đã từng phân tích ấy, thì Ukraine tồn tại đến bây giờ và cầm cự được đến bây giờ là do sự giúp đỡ và viện trợ không giới hạn của Mỹ ở phương Tây. Chứ còn nếu không thì cuộc chiến có thể đã kết thúc rất sớm rồi. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì việc mở rộng mặt trận xung đột Nga-Ukraine đến Belarus sẽ có tác động gì đối với các quốc gia thành viên NATO trong khu vực? Ví dụ như Ba Lan là nước có biên giới sát với Belarus. Chúng ta cũng hiểu nếu cuộc chiến mở rộng thì đó là một điều không phải ai mong muốn. Thế nhưng mà chúng ta cứ đặt ra cái giả thiết là cuộc chiến nó mở rộng thì nó sẽ như thế nào? Thì tất nhiên rằng là nếu nói về mặt rộng thì toàn bộ an ninh ổn định của châu Âu sẽ bị rung chuyển, sẽ thay đổi. Còn nếu nói về cụ thể thì một quốc gia liên quan tiếp theo nữa sẽ là Ba Lan. Thì chúng ta đã biết
dưới góc độ của các nhà lãnh đạo Ukraine thì rất muốn có một sự can thiệp của NATO vào cuộc chiến này. Và thậm chí như chúng ta đã biết vào tháng 11 năm 2022 thì tên lửa của Ukraine đã rơi trên lãnh thổ của Ba Lan và làm cả người dân Ba Lan thiệt mạng, và Ukraine cho rằng đây là tên lửa của Nga. Nhưng cuối cùng thì sau quá trình điều tra xác minh thì xác nhận đây là không phải tên lửa của Nga. Thì ở một góc độ nào đó thì người Ukraine có thể rất muốn có sự mở rộng cuộc chiến, và mà tốt nhất là có sự tham chiến của NATO. Thì nếu cuộc chiến mà mở rộng sang Belarus thì trực tiếp Ba Lan sẽ ảnh hưởng. Và cái sự tác động đối với Ba Lan thì rất mạnh trên các lĩnh vực. Thứ nhất về quân sự, thứ hai về kinh tế và thứ ba về nhân đạo. Thì về quân sự thì chúng ta đã biết rằng là toàn thể NATO sẽ phải báo động. Và lại mục tiêu tiếp theo là chi viện cho cái hướng phía đông của NATO sẽ được kích hoạt một cách rất là mạnh mẽ. Và cái thứ hai thì Ba Lan sẽ phải tổng động viên. Thì cái cuộc chiến nó rất là phức tạp. Về kinh tế thì chúng ta đã biết nó sẽ đảo lộn tất cả. Kể cả nguồn chuỗi cung ứng, kể cả cái hoạt động sản xuất kinh doanh, không chỉ của Ba Lan và tất cả các nước thành viên EU. Góc độ thứ ba thì chúng ta có thể hiểu rằng là cái vấn đề nhân đạo thì lại tiếp tục như có những cái làn sóng di cư và làn sóng dịch chuyển của người dân đến từ cái vùng chiến sự, vùng không an toàn đến những cái vùng an toàn hơn. Thì có thể nói rằng là nếu cuộc chiến mở rộng sang Belarus thì nó sẽ kích hoạt một cái chuỗi, và chúng ta thực sự là cho rằng là hết sức khó kiểm soát. Mặc dù dưới góc nhìn nghiên cứu phân tích thì tôi cho rằng là khả năng Ukraine mà có đủ tiềm lực mở thêm mặt trận nữa thì cực kỳ khó. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Tôi xin mời chuyên gia Lê Văn Cương chia sẻ ý kiến ạ. Tôi thống nhất về cái kết luận cuối cùng của chuyên gia Lưu Văn Vinh. Tôi nghĩ rằng rất ít có khả năng chính quyền Kiev mở cái mặt trận với Belarus, không có đâu. Chính quyền Zelensky là người Do Thái cũng đủ thông minh để không mở mặt trận với Belarus được. Người đâu? Cái tháng 2 năm 2022 là trên lãnh thổ Ukraine là có 4-6 triệu người. Theo thông tin của Liên Hợp Quốc, đến đầu năm 2024 này, trên lãnh thổ Ukraine chỉ còn 32 triệu người thôi ạ. Gần 20 triệu người ra nước ngoài. Bây giờ không có người mà đánh nữa. Có vũ khí nhưng con người là quyết định chứ. Cho nên khả năng tất cả bàn cho rộng ra để phòng ngừa thôi. Chứ tôi tin, mà tôi đồng ý về giáo sư Lưu Quân Vinh, công kết luận cuối cùng rất ít có khả năng mà chính quyền Kiev mở rộng cái mặt trận với Belarus, không có đâu. Chứ còn ở đây thì mình nói thêm tí là cái quan hệ giữa Ba Lan với Ukraine. Hiện nay là họ thân thiện với nhau. Là vì Ba Lan nó còn rối của Hoa Kỳ thôi ạ. Với nghề đen 100% ở tuyến đầu chống Nga. Càng hô hào chống Nga bao nhiêu thì Hoa Kỳ càng đầu tư vào đây tiền của vũ khí. Thế thôi. Chứ còn mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine cả núi vấn đề. Từ thế kỷ 15, thế kỷ 18. Hai lần Ba Lan đã xâm chiếm Ukraine rồi đấy ạ. Bắt đầu từ năm 1793, Nga hoàng mới đuổi Ba Lan khỏi Ukraine, lấy lại lãnh thổ. Khi thành lập nhà nước, hai nhà nước của Ukraine đó, một cái ở Kiev, một cái Kharkov á. Ba Lan còn chiếm 3 vùng lãnh thổ của Ukraine đây ạ. À. Đến giờ phút này giữa Ba Lan và Ukraine vẫn còn mắc nhau về chủ quyền lãnh thổ. Nhưng mà đơn giản đâu. Nhưng mà trong cái bối cảnh địa chính trị hiện nay thì họ phải kết hợp với nhau thôi. Chứ còn kết thúc chiến tranh rồi thì giữa Ba Lan và Ukraine vẫn còn ngôn ngồn cả núi vấn đề về chủ quyền lãnh thổ. Không đơn giản đâu. Chứ giả sử như cuộc chiến mà diễn ra giữa Ukraine với Belarus đó, thì Ba Lan người ta cũng sẽ tham gia ở mức độ thôi. Chứ còn cái khả năng này thấp lắm. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia về những phân tích, nhận định, đánh giá vừa rồi. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị khán giả, trong tình hình phức tạp và chịu ảnh hưởng từ những tác động chính trị trên diện rộng, thì nguy cơ diễn ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa Ukraine và Belarus là tương đối thấp vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng cuộc xung đột sẽ diễn ra. Chúng tôi sẽ không ngừng cung cấp cho quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến tình chính sự ở Nga và Ukraine đến Belarus trong thời gian tới.
Chương trình bình luận quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu yêu thích, quý vị đừng quên bấm nút like và nhớ bấm nút chia sẻ, theo dõi để không bỏ lỡ những số tiếp theo của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chứ nói chi thì nói, cuộc chiến Nga-Ukraine đều tác động trực tiếp rất lớn đến toàn bộ cái tình hình kinh tế, chính trị, an ninh của Belarus. Các tuyên bố rầm rộ từ ông Tổng thống Lukashenko đến Bộ trưởng Quốc phòng và sự điều binh đó cũng có thể là một biện pháp nghi binh, cũng có thể là một biện pháp cho Ukraine và phương Tây tăng cái sự chú ý đến biên giới Ukraine và Belarus để Nga có thời gian tập hợp lực lượng, có thời gian chuyển các lực lượng khí tài chiến đấu đến mặt trận Kursk. Thì đấy chúng ta cũng phải hiểu ở góc độ nhiều chiều. Nhưng đây có lẽ còn một cái thông điệp ngầm gửi đến Putin. Tôi cũng sẵn sàng cả cảnh với ông. Và cũng như chúng ta mới nói là cùng đó cảnh tỉnh Tổng thống Ukraine Zelensky đấy ạ. Nha. Ông mà mở mặt trận nữa thì ông sẽ rất nguy hiểm. Và khi mà Nga với lúc nó hợp tác với nhau thì có thể nói là cái cuộc chiến này sẽ nghiêng hẳn về phía Nga và Belarus. Belarus là đồng minh số 1 của Liên bang Nga. Thì quan điểm của ông Lukashenko có thể hàm ý rằng một cách gián tiếp đó cũng là quan điểm của Nga. Đấy, nói rằng Ukraine hãy dừng lại và hãy sẽ tiếp cận ở góc độ đàm phán thì sẽ tốt hơn. Sức mạnh của Ukraine thì có thể chắc chắn là hơn Belarus rồi. Chỉ có cái điều trong trạng thái hơn 2 năm rưỡi chiến tranh này thì họ bị suy yếu nghiêm trọng. Suy yếu đến mức độ tức là nếu như phương Tây ngừng viện trợ thì coi như ông Zelensky chẳng còn gì nữa cả.